Câu chuyện Cô bé bán diêm. Giao thừa năm ấy, trời thật lạnh và tuyết rơi rối rả. Trời đã xế chiều, trong bóng tối và giá lạnh, có một em bé đầu trần, chân đất, cùng những gói diêm vẫn lang thang dọc phố, mặc cho những bông tuyết rơi đầy trên mái tóc hoe vàng xõa ngang vai. Đôi giày quá rộng vốn là của mẹ, một chiếc đã bị cuốn theo bánh cỗ xe song mã lướt nhanh khi em băng qua phố, chiếc kia thì đã bị một thằng bé lấy đi. Các cửa sổ đã sáng đèn và mùi ngỗng quay thơm lừng tỏa ra. Bé vẫn biết hôm nay là giao thừa nhưng không dám về nhà. Chắc bố sẽ đánh đòn vì cả ngày chưa bán được lấy một xu. Với lại ở nhà nào có hơn gì, nó chỉ có mỗi cái mái rột nát mặc cho gió rít. Cuộn người trong góc giữa hai ngôi nhà, nhưng tay chân vẫn đóng băng vì lạnh. Em chợt nghĩ, biết đâu bật diêm lên sẽ tốt hơn, chí ít cũng có thể sưởi ấm những ngón tay. Que thứ nhất bật lên, hơ tay trên ngọn lửa ấm áp sáng bừng như cây nến nhỏ. Em tưởng mình đang ngồi trước chiếc lò sưởi. Lửa vụt tắt, lò sưởi biến mất. Chỉ còn lại trong tay em là nửa que diêm đang cháy dở. Cô bé bật que diêm thứ hai. Bức tường trước mặt bỗng trở nên trong suốt. Bé nhìn thấy trong nhà là một bàn ăn phủ khăn trắng như tuyết, với con ngỗng quay nhồi táo và mận khô đang bốc hơi nghi ngút. Và kỳ lạ chưa, con ngỗng bỗng từ trên đĩa nhảy xuống, lạch bạch tiến về phía em với dĩa và dao cắm ở ngực. Bỗng que diêm vụt tắt, chẳng còn gì ngoài bức tường dày tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo trước mặt. Bỗng que diêm vụt tắt, chẳng còn gì ngoài bức tường dày tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo ngay trước mặt. Bé bật một que diêm nữa và thấy mình đang ngồi dưới cây thông Noel trang hoàng dây nến và tranh rực rỡ. Với tay về phía cây thông, que diêm tắt lịm. Em thấy ánh nến bay lên cao, cao mãi, trông như những vì sao. Rồi một vì sao rơi xuống. Ai đó đang từ giã cõi đời. Em bé nghĩ, vì nhớ đến lời bà, người duy nhất yêu quý mình trên cõi đời này. Cô bé bật que diêm thứ tư, ánh sáng bỗng bao trùm. Giữa vầng sáng, bà đang đứng đó, mỉm cười hiền hậu và âu yếm. Bà ơi! Em khóc nấc lên. Bà mang cháu đi cùng nhé, cháu biết bà sẽ rời bỏ cháu khi que diêm cháy hết. Bà sẽ biến mất như chiếc lò sưởi ấm áp kia, như chùm ngỗng quay và cây thông rực rỡ. Em vội vàng cho cả gói diêm vào ngọn lửa. Ánh sáng bừng lên còn hơn cả vầng dương. Và bà trông như chưa từng đẹp lão và cao lớn đến thế bao giờ. Bà ôm em trong vòng tay, rồi cả hai cùng bay lên trong ánh sáng và niềm hân hoan, xa dần mãi mặt đất, đến với Chúa, đến nơi không còn đói khát và nỗi khổ đau. Rạng sáng hôm sau, người ta thấy cô bé đáng thương đang ngồi tựa vào tường, má ửng hồng, nụ cười nở trên môi. Em đã chết cóng, tay vẫn nắm chặt những que diêm, một nhúm đã cháy tàn. Chắc nó cố sưởi ấm cho mình, mọi người nói, mà không biết được những gì đẹp đẽ em đã nhìn thấy, cũng như có thiên đàng mà em đã cùng đến với bà.